Quyên ta bạn nhé. Đây là các cây mà đỗ quyên ta khủng ở ngoài ruộng. Các bạn có thể thấy đây chỉ là một cây. Trước mặt các bạn đấy chỉ là một cây và tán của nó khoảng tầm 1,5 mét. Các cái cây đỗ quyên này thì rễ của nó là rễ tôm, không có rễ cọc. Cho nên là việc đánh từ ruộng lên trên chậu cũng rất là dễ dàng. Các bạn có nhu cầu mà mua cây đỗ quyên đã trong chậu rồi này, hoặc là các cây đỗ quyên khủng, rất khủng luôn ạ. Đấy, những cái cây đỗ quyên ở đây nó đường kính tán còn có cây nó phải tầm 2 mét. Thì vui lòng liên hệ nha. Số điện thoại là 0977973535 ạ. Nhân tiện hôm nay ở vườn ấy thì mình sẽ giới thiệu với các bạn luôn một cái loạt các cái cây đỗ quyên mà kiểu dạng như để hàng xếp công trình, hoặc là những bạn mà mua buôn ấy, mua về xong rồi dưỡng cây lại để ít nữa đến thời điểm mà tháng giêng ấy, khi cây có hoa thì bán, để kiểu dạng như là không phải mất cái công đoạn mà nuôi từ cây giống, và cũng có thể là bán để kiểu dạng như là có cái thu nhập luôn ấy. Đây là một loạt các cái chỗ này, lỗ chỗ là những cái cây xấu mà nhà mình vừa mới xếp cho khách xong và bớt lại. Có nghĩa là cây xấu quá thì bỏ lại, bởi vì ở đây nhà mình dưỡng được mà. Đấy. Còn đây là một loạt các cái cây đỗ quyên như vậy nha bạn nhá. Đó, cây cao khoảng tầm 60-70 phân. Một loạt một dọc như thế này ạ. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá. Số điện thoại là 0977973535 ạ. Các màu luôn. Các bạn thấy lác đác thì vẫn còn sót lại những cái bông hoa đỗ quyên đấy ạ. Đấy. Mình cứ quay bầu xấu cũng được. Đây. Đó, các cái cây nó như này. Các cái bầu này là các cái bầu xấu bớt lại sau khi đã nhặt hàng luống này cho khách rồi. Đó. Đặc biệt nữa là nhà mình đang dưỡng một loạt các cái cây đỗ quyên thân chi nhá. Các bạn có nhu cầu mua cả cây đỗ quyên thân chi hoặc các cây đỗ quyên khủng, mà cây có những cái cây mà hơn 7 năm tuổi. Các bạn có thể nhìn ở đường link góc phía trên bên phải màn hình, đấy là link đến những cái chậu đỗ quyên rất là to, đã vào chậu từ khi còn bé. Đó. Còn đây là các cây đỗ quyên ngoài ruộng. Cả một loạt các cái đỗ quyên một thân nữa, hàng thân chi nữa. Đó. Các màu nhé bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nha. Cảm ơn các bạn ạ.